Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ thông tin đến cho các bạn về trình Aerop hot nhất trong ngày hôm nay đến từ dự án Memecoin Bonka của mạng lưới Solana nha các bạn. Ở đây thì các bạn cũng thấy là cái đồng coin này đang là một cái đồng coin hot nhất ở trong cái thị trường tiền điện tử ngày hôm nay bởi vì cái mức độ tăng trưởng của nó rất là kinh khủng kéo theo À, cái mạng lưới của Solana đã tăng lên tận 16% trong ngày hôm nay và giá trị đạt ở mức hiện tại là 13.77 USD cho một đồng Solana nhé. Nguyên nhân là bởi vì các bạn cũng biết rằng là cái đồng token meme coin này này nó dành ra 50% tổng cung à, Europe cho những người sở hữu cái NFT ở trên mạng lưới của Solana và giá trị mà người à, sở hữu cái NFT ở trên mạng lưới của Solana nhận được lên tới từ vài trăm đô cho tới vài nghìn đô nhé các bạn. Đây các bạn có thể xem này. Đây, các bạn có thể thấy đây là một cái địa chỉ ví đã nhận được errop tận 500 trăm đô, cái đồng Bonka đến từ cái dự án meme coin này nhá. Và những cái NFT mà các bạn đủ điều kiện để có thể nhận được errop thì mình cũng đã liệt kê ở đây rồi. Đây là những cái danh sách mà À, những ai mà hầu hoặc là mua bán hoặc là giao dịch trao đổi gửi và nhận những cái NFT này thì sẽ đủ điều kiện để có thể nhận được cái token BONK này ở trên ví uh, SOLANA có thể như là ví Phantom đấy hoặc là những cái ví hệ của SOLANA nhé các bạn. Đấy, thì các bạn có thể check ví nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể check nhanh được cái 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 phần này nhé. Thì các bạn có thể lên cái sàn Radium này. Sau đấy thì các bạn sẽ connect với cái địa chỉ ví phantom của các bạn hoặc là ví uh, hệ Solana mà các bạn hold NFT ấy. Thì các bạn có thể là kết nối với cái sàn Radium này. Sau đó thì chúng ta sẽ copy cái contract của cái đồng bond này, bon K này. Đấy, các bạn ấn vào đây. Hình như đang lỗi đúng không? chúng ta sẽ loát lại nhá, đây. các bạn sẽ connect với cái địa chỉ ví này, sau đấy thì các bạn sẽ uh, add cái contract này, các bạn sẽ thấy là cái token nó hiện thị ở đây, các bạn nhấn add token, đấy. sau đó thì các bạn thoát ra, thì các bạn sẽ thấy là cái token BONKAN nó hiện thị ở đây, đấy. thì ví dụ như số dư, nếu như các bạn có số dư ở trên ví nhá, nó sẽ hiện thị ở đây, và các bạn cũng có thể bán hoàn toàn bán ở trên cái sàn giao dịch phi tập trung này là Radium hoặc các bạn có thể bán ở trên các sàn giao dịch tập trung như là sàn mà -E hay là sàn Huobi nhá đấy thì các bạn có thể đăng ký và uh, chuyển coi lên sàn để bán hoặc có thể bán trực tiếp ở trên uh, mạng lưới uh, sàn dex của hệ Solana đấy thì các bạn có thể check cái điều kiện của các bạn là đây nhá đây những bạn nào mà đã à, giao dịch hoặc là hầu những cái NFT này thì chúng ta đủ điều kiện nhé Và khi mà các bạn đủ điều kiện thì nó sẽ tự động, cái token nó sẽ tự động về ở trên ví của chúng ta Chứ không phải là chúng ta claim hay làm gì cả Đấy thì các bạn có thể check nhé à, Hoặc là các bạn có thể xem những cái NFT này quen quen ở đâu đấy Chúng ta có thể check ở trên cái chợ chợ NFT của hệ Solana đó là Magix Eden Thì các bạn có thể search cái, cái, cái tên này đấy, Sau đấy thì các bạn ấn vào để các bạn có thể xem những cái hình ảnh này này, những cái hình nft Và các bạn nếu mà nhớ ra là chúng ta đã từng mua bán hoặc là chúng ta từng hâu ấy thì thì chúc mừng cho các bạn đã nhận được phần thưởng nhé Đây là một cái chương trình erop rất là giá trị và nó đã kéo theo cả một cái đồng Coi rất là lớn như solana tăng trưởng rất là mạnh. Đấy thì hy vọng là uh, sắp tới thì sẽ có những cái tin tức tốt đến từ uh, hệ thống mạng lưới solana cũng như là những cái trend uh, meme coin sẽ À, tăng trưởng tốt để chúng ta có được những cái giá trị nhé Ok, như vậy là mình đã thông tin đến cho các bạn Từ cái chương trình Airdrop à, Từ cái dự án MemeCoin Bondex Thì uh, hy vọng là các bạn đã nắm được thông tin Và những gì thắc mắc không hiểu Thì anh em có thể comment ở phía dưới của video nhé Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn Chúc cho các bạn à, luôn luôn may mắn Kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền Ngoài ra thì các bạn có thể theo dõi cái dự án này Ở trên trang tweet của nó nhé BONCA này, đấy thì nó cập nhật liên tục Uh, thông tin cũng như là update của cái dự án meme coin này, đấy các bạn có thể nắm bắt ở trên twitter nhé. Cảm ơn các bạn, chúc cho bạn luôn luôn may mắn và kiếm được thật nhiều tiền. Còn bây giờ xin thần ái chào và hẹn gặp lại.